Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Hiện nay màn hình cong đang là một xu thế và được rất nhiều gamer lựa chọn bởi vì nó mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm hình ảnh thú vị hơn màn hình thông thường. Trên thị trường thì chỉ với mức giá từ 6 tới 7 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc màn hình cong rồi. Vậy thì có một chiếc màn hình cong khác có độ phân giải 2K này, 144Hz và tới từ nhà MSI Gaming và giá lên tới gần 10 triệu đồng. Thì liệu rằng nó có những cái điểm gì khác biệt cũng như là xứng đáng để các bạn đầu tư hay không? Hãy cùng tìm hiểu với mình trong video này nhé. Trên màn hình mình có đây là MSI Optic MAG271CQR. Nó có kích thước hiển thị là 27 inch cùng với độ phân giải 2K, tỷ lệ 16:9 và tần số quét 144Hz. Về tổng thể nó vẫn giữ được thiết kế chung dòng sản phẩm màn hình gaming của MSI, tông màu đen xám chủ đạo toàn bộ sản phẩm cùng với đó là những cái đường nét rất là cứng cáp và nam tính. Về màn hình ba cạnh trái phải trên có cái độ dài chỉ khoảng 1cm thôi. Màn hình thì lại được thiết kế dạng không viền nên là mình siêu thích bởi vì làm màn hình nhìn viền mỏng thế này trông nó bắt mắt hơn nhiều. Viền dưới thì dày nhất bởi vì do có logo của MSI Gaming. Màn không có trắng gương nên là không có cái hiện tượng phản chiếu ánh sáng lại. Dùng trực tiếp tại văn phòng làm việc của mình với hệ thống ánh sáng rất mạnh thì nó không xuất hiện hiện tượng này. Còn một điểm khác mình rất thích ở chiếc màn hình này đó là có một cái giá treo tai nghe ở ngay bên cạnh trái của màn hình. Bạn chỉ cần bấm nhẹ và kéo ra là được. Đó, mỗi lần mà bạn dùng máy xong thì bạn chỉ việc treo lại tai nghe ở ngay chiếc giá này thôi. Rất là gọn và tiện đúng không? Phần chân đế có dạng chữ V truyền thống của hãng, được làm bằng kim loại. Về tổng thể thì nhìn khá là đẹp, nhưng mà phần đế này thì mình thấy hơi chiếm diện tích. Bạn cần có một cái không gian rộng rãi để màn nó thoải mái hơn. Phía trên thì được hoàn thiện bằng nhựa cứng với bề mặt nhám rất là chắc chắn, giúp màn hình ổn định trong suốt quá trình mình sử dụng. Ngoài ra nó còn có cả lỗ đi dây để giúp bạn có thể sắp xếp dây cáp một cách gọn gàng và tiết kiệm diện tích nữa. Tuy nhiên thì phần lỗ này mình thấy nó cũng được để không hợp lý lắm, bởi vì khi mà bạn kéo màn hình lên cao thôi là sẽ lộ ngay phần dây, nhìn hơi mất thẩm mỹ. Màn có khả năng thay đổi chiều cao tối đa là 13cm, nghiêng được trước và sau, nhưng mà đã không còn cái khả năng xoay trái phải hay là 90 độ nữa. Tuy nhiên thì mình thấy một chiếc màn hình cong, cái việc nó quay dọc cũng không quá là cần thiết. Có một điểm mà mình hơi thắc mắc ở nhiều hãng gaming chứ không chỉ riêng gì MSI đâu, đó là họ rất hay để một dải LED RGB trang trí ở mặt phía sau của màn hình thay vì họ để ở cạnh hay là đằng trước cho nó nổi bật. Mặc dù màu sắc thì khá là đẹp và còn có thể thay đổi được cả hiệu ứng LED bằng phần mềm MSI Mystic Light nữa, bởi vì là ánh sáng của cái dải LED này nó không quá tốt, rồi lại còn được đặt ở phía sau nên là khi mà các bạn dùng bình thường ở trong phòng nó sẽ hơi chìm, hoặc là nếu mà không để ý thì có thể hoàn toàn bỏ qua chi tiết này. Nó sẽ chỉ nổi bật khi mà bạn tắt hết đèn đi xung quanh để trải nghiệm chiếc màn hình này thôi. Toàn bộ cổng kết nối của màn hình thì được bố trí ở phía sau, bao gồm hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort dành cho kết nối tín hiệu hình ảnh, jack cắm tai nghe 3.5 và hai cổng USB. Cổng cắm nguồn nằm ở phía đối diện và sử dụng jack nguồn thông thường chứ không phải là adapter vướng víu nữa. Mình thì không thích cái vị trí ổ USB này cho lắm bởi vì là nó hơi khó cắm. Nếu để ở hai bên cạnh này thì sẽ là tốt hơn. Màn còn có một nút joystick ở phía sau, nút này thì kết nối trực tiếp với cái phần mềm có tên là MSI Gaming OSD để giúp người dùng có thể điều chỉnh được mọi chức năng mà không cần phải sử dụng tới nút cứng. Mặc dù là bạn có thể dễ dàng chọn các cái thông số qua cái nút này, nhưng mà MSI vẫn trang bị hẳn cho các bạn phần mềm để dễ dàng tùy chọn cao hơn. Ngoài việc là bạn có thể setup theo ý mình thì ở đây MSI nó đã trang bị sẵn rất là nhiều chế độ. Ở mỗi chế độ thì có những cái độ sáng và độ tương phản khác biệt rõ rệt, phục vụ được cho nhiều nhu cầu khác nhau. Đối với mình tệ nhất đó là hai chế độ Racing và Design, bởi vì không hiểu sao là MSI lại làm màu của nó vàng đi như vậy. Độ sắc nét và tương phản cũng quá cao, khiến cái màu sắc hình ảnh bị sai lệch đi rất nhiều. Còn ba chế độ dùng ổn nhất và cho cái màu sắc hình ảnh hợp lý hài hòa nhất đó là FPS, RTS và Cinema. Mình thấy đây là một cái điểm cộng rất lớn bởi vì là hiện nay cũng không có quá nhiều hãng có thể trang bị được cho các bạn một phần mềm đầy đủ và tiện lợi được đến như vậy. Khi mà mình trải nghiệm dùng trực tiếp ở trên màn này, nó giúp mình chơi rất là mượt mà, không bị cái tình trạng xé hình tương tự như ở các màn hình 144Hz khác. Ngoài ra, màn hình cong của màn sẽ giúp mắt bạn có khoảng cách đồng đều giữa mọi điểm trên màn hình, đặc biệt là khu vực bốn góc. Tất nhiên là phải mất một khoảng thời gian để bạn có thể quen được với góc nhìn rộng như vậy, nhưng mình tin khi thành thạo rồi thì các bạn không còn muốn quay trở về với màn hình phẳng nữa đâu. MSI cũng giới thiệu là tấm nền được sử dụng ở đây là loại VA, mang cái chất lượng màu sắc tốt và góc nhìn rộng lên tới 178 độ. Ở cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Điều này sẽ mang lại được cái hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn trong suốt quá trình chơi game hay là xem phim của bạn. Nhưng mà mình thấy là ở chiếc màn hình này thì phù hợp nhất là các bạn nhìn ở góc trực diện, nó sẽ cho hình ảnh được tốt nhất. Còn nếu các bạn sử dụng nó là màn hình phụ và đặt nghiêng đi thì lúc này cái màu sắc và độ tương phản nó bị giảm đi khá là nhiều đấy. Về tốc độ phản hồi của màn thì MSI không cho biết thời gian đáp ứng chính xác. Thế nhưng mà có 3 mức để cho các bạn có thể tùy chỉnh, đó là Normal, này, Fast và Fastest.
Cá nhân mình thấy thì hai mức normal và fast thì nó không có cái sự khác biệt nhiều. Nếu thực sự cần thì bạn nên để lên ở mức fastest. Khi mà ở mức này thì màn hình nó sẽ triệt tiêu tối đa được tình trạng bóng ma, nhưng mà cũng làm gia tăng tình trạng flicker. Với mắt thường thì có thể khó nhìn thấy, nhưng mà khi quay qua camera này thì bạn sẽ thấy được hiện tượng đó ngay. Điều này thì nó sẽ gây mỏi mắt cho bạn khi mà các bạn sử dụng trong thời gian dài. Về trải nghiệm trực tiếp với các tựa game thì mình thấy chiếc màn này nó phù hợp nhất để chơi những cái tựa game tiết tấu nhanh như là PUBG, Apex Legends hay là CS:GO. Còn nếu mà bạn muốn nâng trình độ ở những game MOBA như là LOL hay là Dota 2 thì cũng có thể cân nhắc. Còn với những cái tựa game đẹp mà chúng ta chuyên để thưởng thức đồ họa như là Far Cry 5 hay là Shadow of Tomb Raider thì mình thấy nó chưa đạt tới yêu cầu, nó không mang lại được cái trải nghiệm tốt bằng với những chiếc màn hình IPS khác. Mình đã trải nghiệm chiếc màn hình này trong vòng một tuần ở mọi tác vụ, từ làm việc thông thường cho tới giải trí, thì mình thấy nó đáp ứng ở mức khá tốt. Đúng là về giá thì nó có đắt hơn một số những cái màn hình 27:1/14Hz khác, thế nhưng mà vì nó đã được trang bị thêm cả độ phân giải 2K nên giúp cho chất lượng hình ảnh nâng cao hơn được rất là nhiều. Nếu các bạn là một game thủ mà có hầu bao rộng rãi này, hoặc là mong muốn được trải nghiệm những cái chất lượng hình ảnh tốt nhất, thì mình thấy chiếc màn hình này khá là xứng đáng để các bạn có thể đầu tư. Đặc biệt nếu bạn nào là fan của MSI Gaming và muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình, thì mình nghĩ là bạn không thể từ chối được chiếc màn hình này đâu. Sau khi xem xong video này, nếu các bạn có những cảm nhận gì về chiếc màn hình này, hãy để lại comment ở phía dưới cho chúng mình được biết. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.